Kính chào toàn thể bà con nhân dân đã đến với Thế giới Dược liệu Xanh Nam Dược Phan Kỳ, kênh thông tin hữu ích cho sức khỏe cuộc sống. Trong video lần này Thế giới Dược liệu Xanh xin giới thiệu đến bà con về cây cam thảo đất. Cam thảo đất từ xa xưa đã được ứng dụng chữa bệnh trong đông y. Cam thảo đất được mệnh danh là thân dược trị được bách bệnh. Ngày nay, với sự hiện đại của y học, người ta còn khám phá ra vô số công dụng khác của vị thuốc này. Vậy cam thảo đất chữa được bệnh gì? Thực sự là thần dược hay chỉ là đồn thổi? Hãy để chúng tôi giải đáp thắc mắc cho bạn qua video ngày hôm nay. Cam thảo đất hay còn gọi là cam thảo nam vốn là một loài cây vô cùng quen thuộc với mỗi người dân thôn quê, được biết đến như là một loài thảo dược quý với những công dụng chữa bệnh đáng ghi nhận, đặc biệt trong việc điều trị bệnh tiểu đường, thanh nhiệt cơ thể, điều trị ho. Cam thảo đất còn được gọi là cam thảo nam, dã cam thảo, thổ cam thảo, đây là loại cây thân thảo, mọc thẳng đứng, thân có nhiều nhánh, lá là loại lá đơn, mọc đối xứng nhau, phiến lá nhỏ, rìa răng cưa, có hình trứng. Hoa nở từ tháng 5 đến tháng 7, có màu trắng, thường mọc đơn lẻ ở nách lá. Thời điểm thu hoạch tốt nhất là vào mùa xuân, người ta thường sử dụng cả cây cam thảo đất để làm thuốc, sau khi thu hoạch chúng được mang về rửa sạch, phơi hoặc sấy khô để dùng lâu dài. Có thể cắt mỏng thành từng lát rồi đem phơi khô nơi thoáng gió. Theo đông y, cam thảo đất có vị đắng nhẹ, hơi ngọt, mùi thơm đặc trưng, tính bình, không độc, có công dụng làm giảm đường trong máu, hỗ trợ ổn định đường huyết, hòa tan chất xơ nhanh chóng, thúc đẩy tiêu hóa dễ dàng. Công dụng chữa bệnh rất tuyệt vời. Chữa bệnh đái tháo đường, dùng 15g cam thảo đất, 10g diệp hạ châu sắc với nước để uống, triệu chứng bệnh sẽ giảm, đường huyết sẽ ổn định. Chữa mề đay do dị ứng. Lấy 10g cam thảo đất, 15g cái đầu ngựa, 10g mã đề, 10g kim ngân hoa sắc uống một lần mỗi ngày, triệu chứng mề đay ngứa ngáy, khó chịu sẽ hết hẳn. Trị cảm cúm, ho, sốt. Dùng 20g cam thảo đất, 10g bạc hà, 15g kinh giới sắc uống với nhau sẽ không còn cảm sốt. Trị viêm gan, bệnh nhân viêm gan uống nước sắc từ cam thảo đất sẽ làm lành tổn thương từ bên trong gan, giúp tế bào gan tái sinh nhanh chóng, trả lại cho bạn một lá gan khỏe mạnh. Công dụng của cam thảo đất, tác dụng thanh nhiệt, mát gan, giải độc cơ thể, giúp hạ đường huyết, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, tác dụng giúp lợi tiểu, tác dụng giải cảm sốt cao, sốt về chiều, điều trị ho, viêm họng. Cách sử dụng cây cam thảo đất. Lấy khoảng 8 đến 12g cam thảo đất khô hoặc 20 đến 40g cam thảo đất tươi, đun sôi với khoảng 500ml, sau đó chắt ra khoảng 250ml để làm thức uống hàng ngày, giúp làm mát cơ thể, thanh nhiệt cơ thể. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi video của chúng tôi. Trên đây là video về cây cam thảo đất và công dụng chữa bệnh thần kỳ. Nếu quý vị cảm thấy video hay và bổ ích, hãy chia sẻ rộng rãi đến mọi người nhé. Và đừng quên bấm đăng ký để đón nhận những video mới nhất của chúng tôi.